Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm cơm rượu. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là nửa ký nếp. Bây giờ ta bắt đầu nấu nếp. Bây giờ ta bắt đầu bỏ nếp vào trong nồi nấu như nấu cơm mẹ các cháu ạ. Mình nấu y như mình nấu cơm vậy. Và các bạn và các cháu ơi, cô mua là 6.025 viên men, tức là làm 1 ký nếp, mà bây giờ là cô làm nửa ký, cô làm 12 viên. Cô làm nửa ký nếp, cô làm 12 viên. Các bạn và các cháu nghiền như vậy nè, đó rất là mịn. Chứ giã không có mịn bằng nghiền như vậy đâu. Cô nghiền như vậy nè. Cứ lấy cái chày mà quậy quậy như vậy nè. Rất là mịn. Làm cơm rượu là cái gì cũng phải khô hết, không có được ướt. Từ cái rổ cái gì cũng phải khô hết, không được ướt, ướt nó sẽ hư. Đó, ta nghiền như vậy này, rất là mịn. Có cháu nói với cô rằng cô làm để cho tụi con thấy mặt, nhưng mà có những công đoạn cô phải đứng, mà đứng thì các cháu không thấy mặt được, nhưng mà mặt cô thì quen quá rồi mà cô để máy xa thì có người thì bảo là, có chị thì bảo là để máy xa quá không nhìn thấy rõ. Nếu để máy xa thì nhìn thấy mặt, nhưng mà mình không nhìn thấy rõ, nhưng cũng nguyên liệu mình làm không nhìn thấy rõ. Đó, bây giờ cái men của cô nó mịn rồi. Bây giờ trong khi chờ đợi nấu nếp chưa chín thì cô bắt đầu tranh thủ cô làm một cái bao ni lông về các cháu này đó. Đây là một cái bao ni lông. Mình cắt như vậy. Đó. Vậy là ta làm một cái lỗ, các cháu nhìn thấy không? Đây là một cái lỗ. Đó, cô quàng một cái rá này. Là khi mình làm cơm rượu á, để cho nước cơm rượu nó nhỏ xuống dưới cái tô. Đó. Cháu nhìn này đó. Các cháu ơi, bây giờ nếp của mình đã chín rồi. Mình bắt đầu đổ ra mâm cho nó nguội các cháu ạ. Đó. Bây giờ nếp của ta chín rồi, ta đổ nó mâm cho nguội. Bây giờ mình dùng quạt mình thổi
cho nếp nguội các cháu ạ. Cái cơm rượu này là mình phải làm nếp nguội, không được làm nếp nóng mà cũng không được làm các cháu biết không? Tại vì nếu mà mình làm nếp nóng là nó sẽ bị chua. Bây giờ cơm nếp của ta đã nguội rồi, ta bắt đầu đi viên nếp. Bây giờ ta bắt đầu đi viên nếp. Và trong thời gian qua các bạn và các cháu nhớ là mình phải đảo nếp nha. Các bạn đừng để từ đầu đến đuôi, mà không có đảo lên thì nếp nó sẽ bị khô. Mình cứ thỉnh thoảng mình đảo nếp lên thì nếp nó không có bị khô. Hôm nay cô làm, cô lên cho các cháu và các bạn coi gì cô viên, chứ còn mọi khi cô làm cô chả có viên bao giờ. Và các cháu ơi, bây giờ cô đã viên xong hết cái nếp này rồi, cô bắt đầu xếp vào trong rổ. Đó, bây giờ ta xếp, ta viên hết cái nếp này rồi, ta bắt đầu xếp vào trong rổ. Bạn và các cháu ơi, bây giờ cô xếp nếp nè, các cháu nhìn nè, các cháu nhỏ nhìn nhìn rõ này đó, cô xếp nếp như vậy. Cô bắt đầu rắc men vào. Ta cầm cái tay về ta rắc này thật đều. Thật đều nha các cháu. Các bạn và các cháu nhìn nè. Bây giờ ta rắc men thật đều như vậy đó. Bây giờ còn ít nếp nữa ta bắt đầu xếp bên trên. Bây giờ ta tiếp tục rắc men lên. Bạn và các cháu nhìn nè, đây là một rổ cơm rượu của cô. Men có rắc rất đều. Các cháu nhìn nè, men phải rắc rất đều như vậy nó mới không hư nè. Đó. Mà không cho một tí gì vào hết, dầu ăn không được cho vào mà không cho một tí ướt nào hết, các cháu nhìn nè, đó. Men rượu của ta phải cái men của ta phải phủ kín nếp như vậy nó mới không hư nè. Bây giờ ta bắt đầu gói kín lại. Các cháu để ý nè, như là các cháu bé, các cháu để ý nè. Đó, cô gói kín lại.
và mình để trong cái tô này, rồi mình úp cái dĩa lên như vậy để 3 ngày các cháu ạ. Như hôm bữa cô làm tối thứ bảy, tối chủ nhật là 1, tối thứ hai là 2, tối thứ ba là 3, tối chủ nhật là 1, tối thứ hai là 2, tối thứ bảy, tối chủ nhật là 1, tối thứ hai là 2, tối thứ ba là 3. 3 ngày 4 đêm là cơm rượu bắt đầu được. Đây là ly cơm rượu cô làm hôm thứ bảy. Bây giờ cô múc ra ăn thử. Người ta bán là người ta nấu thêm nước đường, mà cô ăn cô không nấu thêm nước đường. Mình nấu thêm nước đường lỏng lỏng thì mình đổ vào đây. Mà cô ăn thì cô không cần. Bây giờ cô bắt đầu đi ăn thử. Các cháu ơi, mình làm cái này mình không được mở nó coi nhá. Mình để hôm nay cô để từ tối thứ bảy tới chủ nhật là 1 ngày, tối thứ hai là 2 ngày, tối thứ ba là 3 ngày, không được mở ra coi nhá. Các cháu mở ra coi là nó mắc cỡ, nó không được đâu, nó hư đấy. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.